Úi giời. Mà mày làm cái gì mày lâu ấy? Hay là mày dành bà dậu tắm? Hôm nọ dành cái con thắm nó đã đổ cho đầy mắm tôm lên đầu chưa chửa. Mày điên à? Hả? Giờ chưa nắng trăng tràng này ai nó tắm. Thế làm cái gì mà lâu ấy? Tao phải chọn con gà ngon tao bắt. Úi giời. Tao bị con chó nó cắn vào mông đau quá. Mày xem bọn tao cái. Úi giời. Đây mông phải. À, nó mình ăn dưa vừa khắm vừa cú khốn nạn. Nhưng mà tao bị con chó nó cắn vào mông thật đây này. Thôi vô vẩn thôi đi về. Nó sao lấy mỗi con này. Ui dồi này, mà nhìn xem con gà mái mưa này ngon không. Con gà này nhá là gà đẻ một lứa, nó đang ấp một ổ trứng nguyên. Tao chọn mãi tao mới bắt con này đấy. Sao mày ngu thế, không lấy cả cái ổ trứng, lấy mỗi con gà. Mày mới là thằng ngu. Mình chỉ bắt con gà thôi, còn để ổ trứng ở đấy. Một tuần sau nó nở, bà dậu bác lại nuôi, nó lớn, mình lại sang mình bắt, hiểu chưa? Thằng dở người. Thế mày bắt con gà về rồi thì ai ấp trứng? Chứ bà dậu bà ấp trứng à? Ôi nhỉ, sao tao không nghĩ ra nhỉ? Rốt mày lấy nốt cái ổ trứng về, xong cho chính con gà này ấp xong rồi ăn cả thể. Ôi dồi, đau quá. Thế này, con chó nó cắn vào mông. Suốt ngày chó cắn vào mông, mày cắn vào mông tao. Ôi, đi đứng lên vào bàn. Tiên sư bố nhà chúng mày, bà biết đứa nào ăn trộm gà của bà rồi nhá. Bà truyền đời báo danh cho chúng mày biết. Buổi trưa nắng chói, mày xách con gà đi qua vườn bà, mày sờ vào con gà của bà. Tiên sư bố nhà chúng mày, bà nói cho chúng mày biết nha, đứa nào mà ăn gà của bà thì con thần đỏ nanh đỏ mỏ, thần vỏ đỏ mề, đỏ tí ong vang, đỏ vàng như nghệ. Rồi là nó về, nó mổ cho trột mắt, mù mắt cả tông ty họ hàng nhà chúng mày. Ôi giời ơi. Ôi trời ơi, mệt quá, nắng quá, bà nghỉ một tí, rồi tí bà lại chửi tiếp. Tiết sư bớ chúng mày. Đấy, con mụ dậu nó chửi ấy. Đã bảo bao lần rồi, đi ăn trộm thì tránh nhà đấy ra, có 16 nhà liền thì phải ăn trộm nhà đấy cuối cùng, 15 nhà trước. Chứ bây giờ lấy gà cái nhà con mụ dậu, bây nó chửi thế thì 15 nhà kia thì bắt kiểu gì? Mày nói xong chưa? Nói xong rồi. Mày cứ làm như tao không nghe, thế nó đang chửi. Thế? Tao nói thật chứ, tao không ngu đâu. Nhưng tao ghét con mụ dậu này, cho nên là tao mới lấy gà nhà nó nhá. Mày thử xem, con mụ dậu này nhà có của ăn của để, thế mà lại giả nghèo giả khổ, đóng cửa đi ăn mày. Tao ghét cái thái độ, tao mới bắt gà nhà nó nhá. Thôi thế cũng được. Nhưng mà này, ôi trời ơi, lại dưa khú vớ vẩn dậy bà lùm cùm. Mà tao bảo là rất may nhá, là hôm nọ mày sang cụ Lý cô chỉ đường ngang ngõ dọc của 16 nhà, chứ nếu không thì cô lấy vào mắt. Mày yên tâm, tao tính toán hết cả rồi nhá. Cứ ăn gà từ giờ đến hết tháng, tuần trăng sau mình lại ăn lại từ đầu. Nghĩ được ngon. Ê, lấy chanh xả hấp. Này tao bảo, bây giờ 16 nhà tao mới mày phải nghĩ cách ăn thay đổi món đi, không luộc mãi nó ngấy. Đúng rồi. Tao bảo con gà này nhá, bây giờ không cần phải cắt tiết. Mày đi ra đầm sen, lấy ít lá sen, móc ít bùn về đây, mình đắp đất, mình nướng. Phân công nhiều thế, lấy lá sen, lấy bùn, mày đi mà lấy thì mày làm cái gì? Tao đi lấy củi. Thế cũng được. Đi cắt tiết lấy củi, không cần cắt tiết, ủ nguyên đắp đất được, quấn lá sen nướng lên thơm lừng. Úi rồi mình ngửi đi thơm không? Cẩn thận mù dậu. Đi, để tao đi lấy củi. Cái thằng này, mày đã đi lấy đủ lá sen, rửa lá sen với cả đủ bùn chưa? Để tao chuẩn bị đắp đất đây, đang thổi đây. Bố thằng thân này, tao lại vả cho mày một phát bây giờ chứ. Vả này, thằng mất dậy này, tao đập cho mày. Đập ai? Mày định đập ai? Cụ Lý đấy ạ. Mà cụ ơi, cái gì? Sao cụ lại ra đây làm gì ạ? Tao ra đây để ăn thịt gà nướng. Nhưng con đang nướng gà đâu? Chưa nướng à? Thế mày nhóm củi làm cái gì? Nhóm bếp làm cái gì? Cụ ơi, nhưng mà sao cụ lại biết là con nướng gà? Con đã nói với cụ đâu. Tao cái gì cũng biết. Thế thì mới làm lý trưởng ở cái làng này nhá. Thằng Thân nó nói. Cái thằng Thân này, đúng là cái thằng ngu thật đấy. Có hai con gà, hai thằng ăn chưa đủ lại còn đi đãi khách đấy. Thế nhưng mà thôi, nó mời cụ rồi thì cụ chờ ở đây để con nướng gà xong rồi ba cụ con mình cùng chơi cụ nhá. Mày mời cụ ăn gà, thì cụ mời hai thằng mày lên quan nhá. Sao lại lên quan hả cụ? Thằng Thân nó khai hết với ông rồi. Thằng Thân nó khai hết với ông ạ? Đúng là cái thằng nhát gan, thế ông đòi nhiệt cắp. Giải nó vào đây. Bảo rồi. Bảo gì? Nhân bảo như thần bảo, họa vô đơn chí. Đi lấy nhà con dậu nó loa cho cả lạ. Mì mồm. Thằng này lấy. Cái gì? Cụ ơi, thằng này nó lấy gà ở đâu? Mày ấy. Thì con không biết. Thế nhưng mà hôm nay là con bắt con gà này là gà nhà con. Con mang ra đây con nướng để hai thằng chúng con ăn. Giỏi. Gà nhà mày hả? Dạ vâng. Thế gà nhà mày có đặc điểm gì? Mày nói cho ông nghe nào. Đây, con gà nhà con là con gà mái mơ. Nó có cái màu đỏ tươi đấy, ông nhìn xem. Cái đặc điểm gà mày vừa nói thì con gà nào cũng giống con gà nào. Dạ vâng, thế nên là gà nhà con thì con bảo là gà nhà con mà. Được rồi, tao cho mày tâm phục khẩu phục. Cho con mù dậu vào đây. Nào, nhân chứng vật chứng thì mày cãi được nào. Dạ bẩm cụ gọi con ạ. Chị giàu đấy hả? Nhà chị xem con gà kia có phải của nhà chị không? Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Đúng là con gà nhà con rồi! Sáng nay nó còn ở nhà ấp trứng, sao bây giờ nó lại nằm ở đây à? Hỏi hai thằng này, bây giờ còn cãi được nữa không? À, bà biết rồi nhá! Hóa ra là hai thằng mày ăn trộm gà nhà bà! Này, đừng có nghĩ là ăn không ăn hỏng chín con gà nữa của bà nhá! Này, thế mấy con kia đâu? Mày ăn một mình à? Mấy con nào? Mấy con nào? Tao biết đâu, thế mà 9 con. 9 con gà nữa của bà đâu? Này nha, tôi nói cho bà biết nhá. Tôi trèo vào nhà bà, tôi chỉ bắt mỗi con này thôi nhá, nó đang ấp trứng. Làm gì có 9 con nào? Mày còn cái à? Ăn cắp này còn la làng, đừng có mà chối nhá. Nhà chị Dậu, để ta xử. Thế là lòi cái đứa ăn cắp ta chưa? Cãi được nữa không? Thôi, bây giờ chị Dậu cầm gà về đi. Đấy cụ xem. Đừng có mà nghĩ là ăn được không 10 con gà của bà nhá. À không, 9 con thôi. Cái sự bố cho chúng mày đấy chứ này. Thôi, đưa hai thằng này lên quan. Ôi dồi. Này, chó. Hả? Thế sao mày lấy 10 con mà mày 9 con đâu? Tao ôm có một con gà đang ấp. Còn 9 con kia thì tao biết thế nào được. Biết kìa. Đúng là cái loại tuốt này để tính chó. Thằng điên. Go. Ôi dồi. Ông giỏi thật đấy ạ. Ông chả làm gì mà ông cũng được ăn không 9 con gà. Mà ông ơi, ông ăn 8 con thôi. Còn một con để ông cho con về con hầm hạt sen cho vợ con ăn. Nó đang ốm ở nhà ông ạ. Cái thằng Thóc này khôn phết đấy. Nhưng mà này, ông nói cho mày biết, ông phải đánh vào kinh tế thì mới răn đe được bọn này. Hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Thôi về. Dạ. Cái bình cổ. Quý lắm đấy. Bê luôn à? Ôi, ôi, ông ơi. Cái gì đấy, cái gì đấy? Ông ơi, ông đây rồi. Về ngay. Từ từ nói tôi nghe xem nào. Cái gì? Gì mà thở hổn hển như thế? Ông ơi, ông về ngay. Nhà mình sao? Có gì? Trộm như ngà bạc. Bà hãy từ từ, bình tĩnh, không thở, ít thở tôi mới nghe được. Nào, kể cho tôi nghe biết là cái gì nào. Tôi vừa về nhà mình. Ừ, về nhà mình rồi. Thế là tôi mới mở cửa tôi đi vào. Đúng rồi. Tôi mới nhìn thấy có hai thằng nó đến nó mua trong gì? Nhà mình. Nó làm gì? Nó đến nó mua cái gì hay là nó đang lục lọi. Nó lấy đồ. Lục lọi làm gì? Một thằng thì thấp, một thằng thì cao. Thằng thấp đầu trọc, thằng cao tóc xoăn. Thế là tôi sợ quá, tôi chạy luôn. Mình ơi, về thế ngay. Nó là ai? Không, nó trốn. Trộm á? Đi. Thôi, từ bình tĩnh đã. Bây giờ thế này nhá, mình mà về nhà nhỡ nó cầm buộc cái gì nó phạt mình một cái thì sao, đúng không? Bây giờ mình đứng đây bình tĩnh để tìm kế để bắt nó. Không, ông có bây giờ chưa? Để em tôi nghĩ xem nào. Nó chạy mất bây giờ. Từ để ta nghĩ đã. Ông dục như thế sao mà ngay nghĩ được? Mình làm cách nào nhỉ? Ông đứng trong mặt của ông ngồi xuống đây. Đây bây giờ thế này nhá. Nhà mình đây này. Đấy, từ mình nhá. Mình đi vào đi này. Bắt đi chứ. Cái này nó. Nó đi được làm cái điều đấy chứ. Ông biết cái gì? Cơ mà ông đây nhá. Đây. Đi bắt đi. Ông phải đi được đi vào chứ. Ông bị đừng cái thứ mới xảy ra. Đâu? Làm gì có kẻ trộm nào? Thế mà bảo là nhà có trộm. Làm mình đâu trộm đâu. Làm gì có ai. Cái gì ấy? Nó lấy cái bình của tôi rồi. Ô, mất rồi. Mất cái bình khổ rồi. Trời ơi. Tại bà hết. Bà bảo là ở trong nhà có trộm, nói đúng một câu thôi, có phải là tôi chạy về ngay không? Còn để kể là hôm nay nhá, em đi chợ, xong rồi em ra không gặp ai, xong rồi em quay lại thì rồi em thay nhác nhìn thấy tên trộm, em mới quay ra em gọi anh, ba giờ dài dòng thế thì nó vào nó khoáng sạch cả nhà là đúng rồi. Có mà tại ông thì có ấy nhá, thì nói cho ông biết, đang lý ra, tôi thông báo với ông là nhà mình có trộm, ông phải chạy về ngay để bắt thằng trộm. Đằng này ông cứ hỏi ra hỏi vào, hỏi tái hỏi hồi. Thế cho nên là thằng trộm nó mới có thời gian để nó trốn còn gì nữa. Vì bà nói không rõ đúng không? Bà bảo là vòng vèo, kể vòng vèo rồi mãi mới kết luận là nhà có trộm. Có mà thế ông thì kể vòng vèo thì có ấy. Bà kể vòng vèo. Tôi chỉ nói mấy câu thôi nhưng mà ông hỏi gấp 3 gấp 4 lần như thế. Tại bà lắm mồm. Mất thời gian là tại vì ông nói nhiều ấy. Tại bà lắm mồm. Ông ấy nhá. Tại bà lắm mồm. Cái bình cổ cho tôi đi. Tại bà lắm mồm ấy. Có mà ông lắm mồm ấy. Đã thế nhá, từ giờ nhá, tôi không nói câu nào cho bà biết mà. Tôi á, tôi cũng đếch chẳng nói câu nào nữa. Bà nhớ nhá, bà nhớ cái lời của bà ngày hôm nay nhá. Đứa nào mà mở mồm ra nói một câu nói trước nhá, thì đứa thua nhá. Tôi sợ ông à? Được rồi, tôi mà thấy ông mở mồm ra nói dù chỉ là nửa câu thôi thì ông biết tay tôi nhá. Bà mà mở mồm ra trước là bà thua nhá. Được rồi. Vào. Chơi thì chơi. Này, có chắc là không có ai ở nhà không? Bảo đi, tao cảnh giới ngoài này cho. Tao sợ lắm. Ôi giời ơi, trời ơi, có người. Thấy chưa? Không phải người. Người nó bắt mày luôn rồi. Tượng giống ở ngoài ruộng, ngoài vườn đấy. Người ta làm cái con bù nhìn để trồng hoa màu đấy, hiểu không? Con nhà này nó không đặt tượng ở ngoài ruộng, đặt ở trong nhà. Chắc là nhiều của cải lắm. Thôi, tao thử cho mà xem. Mày vào trước. Đứng ở đây xem. Thấy chưa? Ui, sao tượng lạ thế nhỉ? Có tượng đúc như người. Thấy chưa? Còn non lắm. Còn non lắm. Đi vào đây, không sợ cái gì cả. Này. Xong chưa? Đi. Cho tao bê cái bà tượng cái này về. Về nhà trưng bày để tao chơi. Đi về cho nó chật nhà. Còn vét nhà khác. Lấy được gì không? Lấy được gì không? Mày lấy được gì không? Ấy đây này. Đấy nữa. Mày mua mấy cái chén này rồi à? Ấm đâu? Ấm đâu? Ấm quên rồi. Ô, lấy cái này không lấy ấm thì lấy làm gì? Thế thì để quay lại lấy. Ôi trời ơi, trộm trời ơi, trộm. Ôi trời ơi, trộm trời ơi, trộm mà cũng đuổi kéo trộm mà. Ôi trời ơi. Nó lấy hết rồi, nó mang hết của cải của nhà mình đi rồi. Ôi trời ơi. Không cười cái gì? Thua rồi nhá. Đứa nào mở mồm ra trước, đứa ấy thua. Thua rồi nhá. Thua cũng được. Còn ơn là mất của. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi, thằng đấu đất. Sao mày lại bảo tao đấu đất? Tiên trộm mày kêu tiếng tắc kè làm gì? Tao kêu tắc kè để xem chủ nhà nó còn thức hay không. Cái thằng ngu. Tắc kè nó chỉ có trên miền núi thôi, ở dưới đồng bằng làm gì có. Mày kêu thế khác gì mày gọi chủ nhà nó tức giận. Thằng đấu đất. Gì? Mày đã thám thính kỹ cái nhà này chưa mà mày mở cửa? Giời, tao kiểm tra kỹ rồi, không có cái gì. Không có cái gì hết, yên tâm, không phải lo nhá. Này, đi về. Ai? Hả? Mày điên này. Sao lại đi về? Đến đây rồi lại đi về. Ô hay, thì mày vừa bảo là không có cái gì. Tao với mày đi ăn cắp. Trong nhà nó không có cái gì thì chả đi về. Ôi giời ôi, sao lại có cái thằng điên trộm ăn cắp nó lại ngu như cái loại mày. Ngu cái gì? Ý tao nói không có gì, nghĩa là tao đã thám thính rất kỹ rồi. Việc ăn, việc ngủ, việc đi đâu, giờ nào ông bà ấy làm gì là tao biết hết. Để rõ chưa? Chả là thế này, giờ này nó an toàn bởi vì khi ăn cơm xong là bao giờ cái con mụ vợ ấy cũng sang hàng xóm đánh tổ tôm đến gần sáng mới về. Đấy, còn lão chồng lão thầy lang ấy khám bệnh cả ngày bốc thuốc cả ngày, đến bữa tối làm dăm ba cút rượu vào, lăn ra ngủ như chết. Có sấm đánh ngang tai lão không tỉnh dậy. Ý tao nói không có gì là như thế. Chứ còn trong nhà lão ấy toàn đồ đắt tiền, toàn đồ quý giá, đồ cổ hết. Ôi dồi, cái gì? Đồ cổ? Đồ cổ à? Chứ còn gì nữa. Ôi, thế thì tao với mày giàu rồi. Không về nữa, không về nữa. Này, nghe tao nói, tao đã biết rõ từng vị trí ở trong nhà, nên mày phải đi theo tao. Tao chỉ cái gì mới được bê cái đấy. Cái gì đắt tiền nhất mình mới bê. Đổi đời rồi, nhớ chưa? Này, phải lấy cái nào quý nhất, cổ nhất nhá. Chứ đừng lấy cái cổ vừa. Thôi được, có nhớ chưa? Nào, đi theo tao, vào đây, vào đây. Làm sao thế? Về, về. Sao lại về? Đầu đất đi về gì, đến đây còn về gì nữa? Khổ quá. Tự nhiên cái mắt tao nó cứ nháy như thế này này. Về thôi, về thôi. Thằng nhát gan, mắt mày nháy thì có liên quan gì những cái việc vào trộm đồ. Khổ quá. Lần trước tao cũng đi ăn cắp, nhưng mà không phải đi với mày. Cái mắt này nó cũng nháy. Thế rồi vẫn cứ đi ăn cắp. Rồi đến lúc đang ăn cắp thì bị bắt. Đấy là mày đi với thằng xỉu. Trong mặt nó vừa đần vừa ngu như thế thì làm gì mày chả bị bắt. Còn mày đi với tao, vía tao cao, lộc tao nhiều, nháy mắt không sợ, cứ đi theo vào. Giỏi, bớt run đi, nhớ nhá. Đồ nào tao chỉ thì mới được bê, nhớ chưa? Được sao hết nháy chưa? Đấy rồi, bớt run đi, thằng đồ đất, nhớ đi. Này, cái gì? Sao mày bảo là chủ nhà ngủ rồi? Thì thường là giờ này là lão ngủ rồi. Nghe vẫn còn nói chuyện kìa. Đi. Cứ vào đây. Ông, con đang ngủ, ông phải dựng con dậy. Mà ngộ nhỡ bây giờ bà về thì làm thế nào? Sao cái lo ngủ ấy nhỉ? Cửa đấy với ông, xong việc thì ngủ còn ngon hơn. Nhưng mà con mệt lắm. Với lại bà về bây giờ thì chết. Làm sao mà về được? Bà hôm nay đi đánh Tam Cúc phải gần sáng mới về. Ai bảo ông thế? Bà về hay là ở còn tùy thuộc vào đỏ đen. Sao lại phụ thuộc vào đỏ đen? Thì ông cũng thấy người ta nói đi à. Thua thì ham gỡ, mà được thì ham chơi. Nhưng mà tính như bà mình lạ lắm cơ. Đấy, thua thì cứ ở lại gỡ cho bằng được. Nhưng mà được một tí á, bà đi về luôn. Thế nào? Thì là bán non ý ạ. Bây giờ á, mà bà bất thình lình bà về đây á, chết cả con cả ông. Không, bà không thể về được. Bởi vì hôm nay chắc chắn là bà sẽ thua. Sao ông biết được? Bởi vì đêm hôm qua ông với bà có một tí thôi. Đụng vào cái giống đấy mà đi đánh bạc đẹp lắm. Ông đúng là ông có thiếu thốn cái gì đâu. Tối hôm qua vừa mới, thế mà hôm nay đã đòi rồi. Em nói thật với ông, em mệt lắm. Ông biết rồi đấy. Cả ngày bà bắt em làm bao nhiêu là việc. Bây giờ tối ông lại bắt em phục vụ ông thế này, sức đâu ra. Bởi vì ông với bà chẳng qua chỉ là gọi là con lo con lướt cho nó xong thôi mà. Nhưng mà em mệt lắm. Hả? Mệt. Mệt chỗ nào để ông xoa ông bóp cho còn gì nữa. Không, em mệt toàn thân. Rồi, cái này nó sẽ hết mệt thôi mà, cái gì đâu. Đưa tay đây. Hết mệt. Hết làm sao được? Vẫn đau. Ôi dồi, vẫn chưa hết này. Đấy. Luôn hai cái tay cái đồng nữa này. Hết chưa? Mới chỉ đỡ thôi. Mới đỡ thôi. Đỡ ở trên nhưng mà lại đau ở phía dưới. Úi giời, thì đây ở dưới là nó sẽ. Ui giời, ông đưa đây em cầm cho. Ông dắt vào trong người rồi cứ lột xòa như thế thì còn làm ăn cái gì. Thế bây giờ đầu tiên là nó đau ở chỗ nào? Em đau ở tay. Ui, đau ở tay à? Sẽ khỏi ngay ấy mà. Này, khỏi chưa? Khỏi rồi. Khỏi rồi. Này, thế còn đau ở đâu nữa không? Em đau ở vai. Đau ở vai à? Hết đau chưa? Hết rồi. Thế còn đau ở chỗ nào không? Em đau ở má. Má thì đã hết đau chưa? Hết rồi. Ông ơi, em phải công nhận ông đúng là thần y đấy nhá. Ông cứ thơm ở chỗ nào là hết đau luôn chỗ đấy. Ông giỏi thật đấy. Ông không những giỏi mà ông lại còn có cái miệng phải nói là rất là độc đáo và rất là điêu luyện ông à. Cái miệng gọi là miệng thần thánh. Ông chỉ cần thơm bất cứ chỗ nào ấy, mặc dù chỗ đấy đang rất đau đớn thì gọi là bách bệnh tiêu tán mà vạn bệnh tiêu trừ. Thế thì người ta với phong ông là thần y chứ lì. Ôi mày ơi, ông Lang này giỏi, chữa được bách bệnh. Ôi trời ơi. Ôi ôi, ông ơi, con chào thần y ạ. Ông thần y ơi, ông có cái mồm điêu luyện và cái mồm chữa bách bệnh như thế, ông giúp con được không ạ? Mày bị làm sao? Dạ, ông ơi, con bị một cái nhọn bọc ở mông. Dạ, ông thơm hộ con với ạ. Ai vậy? Mày, dạ, mày là thằng nào? Ở đâu ra đấy? Dạ, con vào nhà con trộm ạ. Ôi trời, trộm! Mày nhanh cái chân lên cho ông. Dạ ông ạ. Khổ lắm. Này, ông định đi đâu đấy hả? Tết nhất không ở nhà còn đi đâu? Tôi phải đi kiếm tiền. Ở nhà này mà chết đói à? Vừa mới mở mắt ra tiền nong cái gì hả? Mà sao cái lúc nào gặp tôi ông cũng nói tiền là sao? Chỉ có gặp bà thì mới nói chuyện tiền nhá. Bởi vì cái mồm của bà mở ra là bắt đầu tiền rồi nhá. Bà vẫn nói là sáng ra mà mở mắt ra mà không nhìn thấy tiền thì cả ngày ăn không ngon ngủ không yên còn gì. Thằng à, dạ, hôm trước mày đố ông cái câu gì ấy nhỉ? Dạ bẩm ông, con đố ông câu là con gì ăn lắm nói nhiều. Đúng. Mau già lâu chết miệng kêu tiền tiền ạ. Thế nó là cái con gì? Dạ là con không biết ạ. Nó không biết nhưng mà nó đố tôi là tôi hiểu đấy. Có nghĩa là cái con vợ ấy. Con vợ nào? Con vợ nào? Thế chả con vợ này thì con sen à? Ông nói tôi đúng không? Hả? Ông nói tôi là nhanh già lâu chết miệng kêu tiền tiền phải không? Đấy, con này đấy. Con này chuyên giữ tiền giữ bạc trong cái nhà này đấy. Nếu mà không có con này nhá, của nả đi hết rồi nhá. Đi đâu? Đi đâu gì? Đi đâu thì tự ông hỏi đấy. Mà tóm lại ông đi đâu đấy? Bây giờ đi đâu đấy? Mở mắt ra đi đâu? Tôi đang đi thu tiền điền. Thu tiền điền hay là đi làm phiền nhà con hến? Mà làm sao mà phải làm phiền con hến? Ủa thì sao bảo biết nhỉ? Dạ. Đấy, rõ chưa? Còn chối được không hả? Nó ngu như thế nó mới làm thằng người ở. Chứ nó thông minh như thế lại làm ông chủ như tôi. Nghe không? Trời ơi, cùng một ruột giống nhau đúng không? Thế thì bà đã bắt đầu bà hạ tôi xuống đến tận thằng người ở đấy phải không? Thế là bấy lâu nay bà toàn ăn nằm với cái thằng người ở đấy phải không? Hả? Ông tự hiểu đi. Được đấy. Suốt ngày chỉ nghĩ xấu thì cái việc cái con hến này. Con hến làm sao nó xinh đẹp bằng cái con sen nhà mình. Sen nhỉ? Trời ơi giời. Cất cái mắt đi. Thấy gái là mọi thứ được cái rối tinh hết cả lên. Mắt thì đảo như lạc giang ấy. Con thấy mắt không đảo thì nhìn đường làm sao? Đi nhanh rồi về nhá. Tết nhất tôi không tiếp khách hộ đâu. Đi nhanh rồi về. Dạ vâng ạ. Dạ ông đi. Thằng kia. Dạ. Đứng lại. Quay lại đây. Dạ vâng, con đây ạ. Tao nói cho mày biết nhá. Dạ. Từ trước đến giờ bà đối xử với con thế nào? Dạ bà đối xử với con rất tốt ạ. Thế bà đối xử với cả vợ con có tốt không? Con chưa có vợ. À đấy, Tao lại nhầm với thằng Ngô. Dạ. À thế Tết đến là bà vẫn cứ cho quà con về quê nhỉ? Dạ vâng ạ. Thế bây giờ lại bà lại hỏi con. Dạ. Thế giữa ông với bà thì con về phe nào nhỉ? Dạ con. Nói. Dạ cả hai ạ. Tiền sư cái thằng này, tại sao mày lại về cả hai là như thế nào? À, bà nói cho mày biết nhé, bây giờ không nói nhiều. Dạ. Lệnh ông không bằng còng bà, hiểu chưa? Dạ. Giữa ông với bà, mày phải về phe bà. Dạ, dạ vâng ạ, dạ vâng ạ. Dịch vào đây. Dạ, đây ạ. Dịch vào. Ui dạ thôi à, dạ con mà dịch vào thêm một tí nữa thôi là ông nọc cổ đánh đòn đấy ạ. Dạ. Dạ vâng ạ. Bà nói cho mày biết nha. Dạ. Từ nay trở đi mày theo hầu ông. Dạ. Ông đi thu tiền điền được bao nhiêu mày biên chép cho cụ thể rồi về báo cáo lại với bà, nhớ chưa? Dạ. Vấn đề thứ hai, trên đường đi thu tiền điền nếu như ông có rẽ ngang rẽ dọc mày cũng phải về báo lại với bà, nhớ chưa? Dạ. Và trên đường đi thu tiền điền nếu mà ông có hấm háy với các con nào đấy thì mày cũng phải về báo cáo với bà, nghe chưa? Dạ con nghe rõ rồi ạ. Nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi ạ. Thôi bây giờ đi nhanh lên. Dạ vâng dạ. Dạ lạy bà. Dạ. Con này, lại đây bà bảo. Này, ban nãy mày vừa làm gì đấy hả? Hả? Mày vừa làm gì? Cái mắt của mày làm gì với lại ông như nãy đấy hả? À, con bị ngứa mắt ạ. Mày ngứa mắt à? Mày chỉ ngứa thôi đúng không? Thế mà mày có thích bà gãi không? Hay mày thích bà cào ra không? Hả? Không. Không cái gì? Bây giờ mày làm lại đi, mày diễn lại xem cái lúc mày ngứa mắt vì ông như thế nào? Mày diễn lại đi. Không dám diễn phải không? Mày cái liệu cái thần hồn mày đi nhá. Lần nữa mà tao bắt gặp mày, tao cho mày không những ngứa mắt mà tao cho mày lác mắt luôn ấy, nhớ chưa? Nhá. Vâng ạ. Hiểu không? Dạ. Đi về. Đau nó quen. Ôi. Mình bị ngứa mắt thật mà. Thế mà cũng chửi. Thằng này chạy đi đâu rồi ấy nhỉ? Chạy đi đâu này? Này đi đâu ai? Này thằng này mày. Mày cái gì? Hả? Mày làm sao? Ông đừng có cậy ông làm anh. Ông lớn tuổi hơn. Mà ông chơi cái trò ném đá giấu tay nhá. Ông gắp lửa bỏ tay ngựa nhá. Tôi vừa ngủ đây được một tí. Ông làm cái gì mà ông phải lấp sau cái gốc đa. Xong ông lại lấy gạch lấy đá ông ném tôi thế à? Ông cay cú hay cáu giận gì tôi mà ông lại ném tôi hả? Cáu giận cay cú à hả? Mày nói xong chưa? Nói xong rồi. Xong rồi thì mày ngồi xuống đây nghe tao nói. Không phải tông ngước lên nó mỏi. Giờ đang ngủ rồi ném. Ngủ à? Ném làm. Này thằng mất dạy này. Thế tao nói cho mày biết nhá, mày đã nhớ những gì thầy dạy chưa? Thầy dạy là đi ra ngoài đường anh em phải thương yêu nhau, phải đùm bọc nhau, phải nhường nhịn nhau, phải bảo vệ nhau. Đúng chưa? Thiếu đấy. Thiếu cái gì? Thế công bằng ở đâu? Hả? Công bằng ở đâu? Công bằng thế nào? Thế mày thì cao tận gần 2 tấc, còn tao thì có tấc 1 thôi. Suốt ngày phải ra đường để làm. Đấy tao làm nhiều quá, bây giờ tao có lớn được nữa đâu. Mà mày nhìn lại mày xem, sức dài vai rộng chả làm một cái việc gì cả. Tôi, đấy, Tôi nói cho ông biết nhá, lớn là do là tôi phát triển nó lớn, còn ông bé là không phải do ông làm nhé. Tôi nói cho ông biết nhé. Này, ông là anh, đi ra chợ, ông biết buôn biết bán. Tôi là em, tôi có biết gì đâu. Tôi ra chợ tôi bán nhầm hàng nhầm họ rồi là thiệt thòi thì sao. Ông lớn ông biết thì ông ra ông bán hàng ông quán xuyến. Thì cái lúc ông bán hàng quán xuyến tôi thảnh tơi không cho tôi ngủ. Ông là anh làm gì mà ông phải so bì với tôi một tí cho tôi ngủ thế hả? Thế ông đi ra chợ bán đi. Thế tao hỏi mày, mày có biết ăn không? Có. Thì biết ăn thì phải biết làm hả? Tao ra chợ tao bán hết một đống lá rong thầy bảo rồi. Thế mà đến bây giờ tao về đây mà mày vẫn ngủ. Thế là thế nào? Này, tôi nói ông biết nhé, rảnh rang tôi nằm ngủ một tí. Thế mà ông là anh mà ông so bì với tôi. Ông làm anh mà thế à? Thôi ông biết quán xuyến, ông đi ra ngoài chợ ông làm tất đi, tôi ở đây tôi ngủ. À thế à? Thế là tao là phải làm hộ mày ấy gì. Thế bây giờ nhá, thế để tao ăn hộ luôn nhá. Đây, thầy cho 2 cái bánh chưng để tao ăn hộ mày luôn. Này ông cả kia. Này, người bé tí ăn gì mà ăn lắm thế. Ông ăn một mình đi xem có nuốt nổi không. Ăn gì mà ăn lắm thế, những 2 cái bánh chưng. Đồ tham lam. Tí ông quay về đây ông chết với tôi. Tôi ngủ cái đã. Tao nhìn thấy trước đó là của tao. Quá, tao đã bảo tao nhặt trước nha. Nhưng mà tao nhìn thấy trước, tao cầm được vào trước. Trước quá, thằng này là cái da như rẻ váy nhỉ? Bỏ ra cái gì đây? Cái gì đây? Bỏ tao nha. Mày làm cái gì đây? Này, mày làm cái trò gì đấy hả? Hả? Làm trò gì à? Cái gì thế? Bỏ tay ra. Mày bỏ tay ra. Của tao. Thằng này, mày bỏ tay ra. Bỏ ra. Này, thằng này nhá. Thằng Danh này, tao biết mày rồi nhá. Thì ra mày dê tao đi theo đường này đúng không? Để mày về đây mày gặp thầy mày đúng không? Hai thầy trò nhà mày định áp đảo tao đúng không? Mà này, tôi nói cho ông biết nhá. Ông là người sinh ra nó nhá. Ông sinh ra nó, ông phải dạy nó cách sống nhá. Này. Các cụ nói là nhặt được của rơi phải trả người đánh mất nhá. Sống ở trên đời mà thất đức như thế nhá. Sống là phải tích đức, tích phúc nhá, hiểu chưa? Này, mày vừa nói cái gì? Thôi. Tao nói cho mày biết. Mày nhìn mặt ông như thế này mà mày bảo là con tao. Anh tao đấy. Cái gì? Anh à? Mày bỏ lòng tay ra. Này, mày là anh hả? Tao là anh. Tao nói mày bỏ ngay cái tay ra. Mày bỏ ngay cái tay này ra. Tao bỏ ra để tao mất à? Mất cái nào? Mất mày không bỏ ra. Tay anh em tao mạnh hơn tao giật cho thì mất giống á. Anh kia yên tâm. Anh về đến đây rồi anh cứ bình tĩnh. Có em ở đây rồi. Không việc gì phải sợ nó. Này, tao nói mày nghe nhá. Mày đừng tưởng mày đi ra đường mày nhìn thấy người ta bé nhỏ thế này, mày bắt nạt người ta. Ở chợ, ông ấy bán hàng ngoài đấy, mày to tướng như kia, mày định bắt nạt ông à? Mày đi qua mày cậy to cao, mày cướp tiền cướp bạc của ông à? Này, tao nói cho mày biết nhá, mày cẩn thận đấy. Hai anh em tao ở đây nhá, tao đập cho vỡ món. Anh, em nói thế đúng. Đúng rồi, thế này rồi. Thế đoàn kết như thế còn gì đấy. Này, thế bây giờ chuyện là như thế nào? Mày nói xong chưa? Xong rồi. Mày nói xong rồi nhá. Bây giờ đến lượt tao nhá. Lúc nãy tao tưởng là mày sinh ra thằng này. Nhưng không ngờ là hai thằng mày sinh ra cùng một chỗ nhá. Mà lại thằng này nó lại còn ra trước mày. Thế mà thằng này nó lại tham lam. Tham lam thế nào? Tham lam thế nào là cái túi này tao là người nhìn thấy trước nhá. Nhưng trên đường tao đến nhặt thì nó lại nhặt trước. Thì đương nhiên cái túi này nó của tao. Này, bởi vì tao nhìn thấy trước, mày hiểu chưa? Này, thế tao nói cho mày biết nhá. Thế tao đang ngồi bán lá rong ở chợ. Thế cái túi này nó rơi ở trước hàng tao. Tao nhặt luôn chứ không phải là của tao à? Thì ra là như thế này, được rồi. Có em ở đây rồi anh không phải sợ. Mày cũng mày bỏ. Mất giống bây giờ. Mày làm sao lại được với anh em tao nhá. Được rồi, cứ để đấy. Thôi được rồi, tao chỉ cần công bằng nhá. Mặc dù tao biết hai thằng chúng mày đang đàn áp tao nhá. Này, bây giờ để cho nó công bằng nhá. Thì mày đi theo anh em tao ra chỗ kia phân xử rõ ràng. Nhanh lên. Ông cầm cho tôi cái túi kia đây. 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 Chúng mình lại phải theo nó à? Đứng lại cho nó. Này, thằng kia, ngồi đây, ngồi đây. Mày ngồi đây. Ngồi đây. Mày cứ ngồi xuống. Tao sẽ xử lý công bằng nha. Anh cứ ngồi đấy nha. Nhưng mà trước hết tao nói cho mày nghe. Mày có biết là mày đang ngồi ở đây là ngồi chỗ nào? À, ngồi chỗ nào mày biết không? Là chỗ nào? Đây ấy, là vườn nhà tao đấy. Mày hiểu chưa? Vườn nhà tao. Mày biết chưa? À, còn kia kìa. Đấy, mày nhìn này. Đấy là nhà anh em tao đấy. Dạ. Tao hiểu rồi. Chưa? Tức là chúng mày định dê tao về đây. Rồi chó cậy gần nhà, đúng không? Này này. Này. Mày bảo ai chó cậy gần nhà? Mày bảo ai chó cậy gần nhà đấy? Thôi thôi thôi, anh cứ bình tĩnh. Anh cứ bình tĩnh. Rồi. Bây giờ tao hỏi mày. Mày bảo cái túi này, túi tiền này là mày nhìn thấy trước đúng không? Đúng rồi. Rồi. Tao hỏi mày luôn. Thế mày bảo cái túi tiền này mày nhìn thấy trước thì mày trả lời tao xem là cái túi tiền này nó màu gì. Đấy, màu gì? Màu gì? Chắc chắn nó là màu đỏ. Là của tao thì tao phải biết chứ. Mày xê ra. Đi sang kia. Xê ra đâu? Sang kia. Anh em bảo nó trả lời đúng. Đúng là cái túi tiền này màu đỏ thật. Thế chả đúng gì không à? Mày đưa cái túi này lên cho nó nhìn. Rồi mày hỏi là màu gì. Thế nó chả nhìn thấy à? Đúng rồi nhỉ. Hình không sao. Được rồi, mày từ từ cho tao một tí. Hỏi câu khác khó hơn đi. Được rồi, để em nghĩ đã. Xem câu nào nó không trả lời được. Cứ ngọng ra ngay. Được, được. Đây. Ê, đưa cái tay. Đây, để em thử. Đây, 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 rồi, rồi, rồi. Tất cả là 20 xu. Anh bỏ vào đây. Này, bây giờ tao hỏi mày nhé. Cái câu này khó. Ở trong túi này là tiền, đúng không? Mà tao với cả bác cả nhà tao vừa đến rồi. 20 xu. Thế tao hỏi mày trong số 20 xu này thì là bao nhiêu đồng tiền là của mày? 20 xu này là cả 20 xu của tao. Cả 20 xu của mày? Đúng rồi. Ui giời ơi, mày hỏi ngu lắm em ạ. Ngu gì? Thì mày hỏi thì mày lại nhắc luôn câu trả lời vào đấy thì nó chẳng biết thì không à? Thì như bây giờ có mỗi cái túi tiền, bây giờ hỏi câu nào cho nó khó bây giờ được. Khổ thế. Nói tóm lại nhá. Này 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 này. Đây là tiền của tao. Này này này. Của tao. Tao chỉ cần công bằng. Này. Tao không cần biết. Đến nước này nhá. Cứ phải là chia ba. Của anh em tao. Của anh em tao. Mày không chia ba. Này 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 này. Dạ, con chào cụ Lý ạ. Con chào cụ Lý ạ. Chào cụ ạ. Thế chúng mày làm cái gì ở đây mà ồn ào mất trật tự? Đâu có chuyện gì đâu ạ, có chuyện gì đâu ạ. Ba anh em bọn con đang ngồi ở đây thăm cụ ơi. Có việc à? Dạ, cụ Lý ơi, cụ đi đâu về đấy ạ? Dạ. Cụ đi đâu thì kệ cụ. Dạ vâng, cụ đi đâu thì kệ cụ ạ. Cụ không cần phải thông báo. Dạ, chả là cũng không có chuyện gì đâu. Chả là anh em con gặp. Dạ, cụ bẩm cụ là cậu bạn này. Dạ, thưa cụ là con lại. Này, dạ, bẩm cụ là cậu bạn này là ở làng bên sang đây. Thì là cậu ấy lại chẳng may lạc đường. Cậu ấy đang ngồi đây để cho anh em con chỉ đường để cho cậu về lại bên làng. Thì khổ quá, con vừa chỉ cho anh ấy là đi đến chỗ ngã ba, rồi sau quay lộn ngược lại là sang đến chỗ bờ sông. Đúng rồi. Qua bờ sông là đến làng nhà cậu ấy rồi. Đúng rồi đấy. Thế thôi ạ. Này này, nhớ là ba đấy nhé. Rõ ràng là ba đây rồi còn gì nữa. Dạ vâng, dạ vâng. Nhưng có mỗi mình cậu này làng bên gì. Dạ vâng ạ. Đấy, hai cậu này làng này. Đấy, phải nói là rất tốt. Dạ vâng. Truyền thống giữ ở cái làng này nó phải nói là giữ cái truyền thống rất là tốt. Nó chỉ bảo cho người lạc đường sang làng mình đúng không? Dạ. Này, như thế để làng bên người ta còn học tập. Dạ. Dạ vâng ạ. Cụ là cụ có lời khen hai thằng. Dạ vâng ạ, cảm ơn cụ ạ. Nhưng mà trên đây cụ cũng nói nhá. Bây giờ đang năm hết Tết đến rồi. Đặc biệt cái tháng này là tháng củ mật. Dạ. Cái phường trộm cắp nó hoành hành rất kinh. Dạ. Cẩn thận không rồi mất trộm thì lúc ấy đừng có tán trách. Dạ, 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 vâng ạ. Cụ dạy đúng quá. Thế cụ đi nhá. Dạ, vâng ạ. Con chào cụ ạ. Nhớ đường mà về. Dạ, dạ, vâng. Này, thôi được rồi. Bây giờ tao chỉ cho mày đường về làng đấy, mày đi về đi. Đúng rồi, cụ Lý đi rồi. Bây giờ mày đi về đi. Cái gì, cái gì? Tao chỉ đường cho rồi đi về đi. Hai anh em mà chúng mày định rửa mặt à? Hả? Rửa mặt gì? Làm sao? Cụ Lý vừa nói rồi nhá. Ngã ba, tức là chia ba nhá. Chúng mày phải làm cho nó đúng nhá. Chia ba, chia đây ba. Ngồi xuống. Rồi, cứ ngồi xuống mình đấy. Ngồi thì ngồi, tao sợ gì cứ ngồi. Thôi được rồi, bây giờ sẽ chia ba. Được rồi, mày chia đi. Để anh chia. Rồi. Bây giờ trong này tao lớn tuổi nhất thì tao chia nó sẽ công bằng, được chưa? Chưa chắc mày đã lớn tuổi nhất đâu. Thôi được rồi, nhưng nhà mày có hai anh em lại đang ngồi trên đất nhà mày nhá. Mày cứ chia đi. Thế bây giờ nhá, cái túi này đây, đồng tiền này đây, cho mày đấy. Của em, của em. Còn tất cả chỗ này tao cho mày. Còn tao là anh lớn, không cần gì cả. Được chưa? Chia thế chuẩn quá. Mày chưa? Mày chia thế là sao được? Cái quan trọng nhất thì mày cho em mày. Còn tao được cái túi không à? Thế mày vừa nãy mày tranh cả cái túi đấy. Bây giờ tao cho mày cả cái túi rồi. Thế mày làm sao? Mày làm sao? Bây giờ mày làm sao? Mày làm sao với anh em tao? Mày làm sao? Thôi được rồi, anh em mày được lắm nha. Tao cho mày cả cái túi luôn nha. Chúng mày cứ chờ đấy, chúng mày sẽ biết tay tao nhá. Trời ơi, làm được gì? Đúng lời thầy dặn. Rồi, chúng mày sẽ biết tay ông. Cụ Lý ơi, cụ Lý, xem chúng mày biết tay ông nhá. Cụ Lý này, cái thằng này, có cái việc gì mà mày đến nhà cụ Lý mày cứ kêu ầm thế à? Hả? Wow, có việc quan trọng ấy, muốn cần gặp cụ Lý. Cụ Lý ơi, im. Này, đây là nhà cụ Lý nhá, là người có quyền cao chức trọng nhá. Không phải ai muốn vào gặp cụ là gặp được ngay, rõ chưa? Wow, quản bác ơi, cả cái làng cái tổng này ai chả biết cụ Lý là người quyền cao chức trọng ở cái làng này. Chính vì thế mà em đây mới phải đứng đây để gọi cụ Lý là xin gặp, chứ nếu không em đã xông thẳng vào trong rồi. Này, thế mày gặp cụ Lý có việc gì? Khổ quá, có việc quan trọng. Nếu như mà cái việc này nhá, mà cụ Lý không biết nhá, cụ Lý biết chậm nhá, cụ Lý mà xử việc không đến nơi đến chốn, không đến đầu đến đũa nhá, ảnh hưởng đến uy tín của cụ Lý nhá, thì quan bác chịu trách nhiệm nhá. Ô hay cái thằng này. Thế lúc nãy mày gặp cụ ở ngoài đường ấy, sao mày không nói cho cụ hả? Khổ quá, lúc đấy bao nhiêu người, cái việc này nó là việc bí mật, nó là việc hệ trọng, cho nên là em mới phải chạy đến tận đây nhá. Thế quan bác có cho em vào gặp không? Thế có việc gì mày có thể nói trước cho tao nghe được không? Việc gì? Được rồi, quan bác thích nghe gì? Vào gọi cụ Lý ra đây. Này cụ, dạ này, cụ, cái thằng này, mày đến cửa nhà ông mà mày quát tháo loạn này thế hả ông? Ông mày chọc cho cả cái đòn này vào mồm mày bây giờ. Đấy cụ Lý, cụ cứ bình tĩnh. Con biết là cụ có cái đòn thì cụ muốn chọc đâu thì chọc. Thế nhưng mà cụ định chọc vào mồm con ấy thì không khác gì cụ chọc vào mồm cụ đâu. Cái gì? Mày ăn nói bố láo đấy. Cái nào thế? Khổ quá, nhưng đây là cái việc hệ trọng. Nếu như mà cụ chọc vào mồm con rồi mà con không trình bày được với cụ cái chuyện hệ trọng này ấy, thì khác gì là cụ chọc vào mồm cụ đâu. Đúng không ạ? Cụ, dạ, cụ cứ hết sức bình tĩnh. Dạ còn trông tướng mạo cái thằng này ghê gớm với cụ à? Nó có chuyện gì? Dạ. Khổ quá, cụ cứ bình tĩnh. Bởi vì cái chuyện con sắp thưa với cụ đây ấy, nó rất là hệ trọng. Mà nếu như cụ xử nó không hợp lý thì nó sẽ ảnh hưởng đến lịch sử, nó đến truyền thống dòng họ bao nhiêu đời nhà cụ đấy. Con cháu nhà cụ biết nó vừa nhục mà nó lại còn cười cho đấy. Này, cụ mày nói luôn nhá, cụ cụ mày đây nhá là cụ Lý chứ không phải là cụ Hề mà để cho con cháu mày chúng mày cười nhá. Con biết cụ là cụ Lý, thế nhưng mà chuyện này mà cụ Lý không xử lý đến đầu đến đuôi ấy, thì nó thành trò hề, con cháu nó cười cho. Xử cái gì? Mày không nói giọng cho mày một... Dạ bẩm cụ. Dạ bẩm cụ. Dạ việc này cụ hết sức bình tĩnh à. Dạ bẩm cụ, trông cái tướng mạo thằng này ấy, chắc là có việc hệ trọng đấy cụ ạ. Lùi đi Vui ơi. Dạ vâng ạ. Có chuyện gì? Cụ phải bình tĩnh thì con mới nói. Mày nói đi. Bịt cái tai lại. Dạ. Tham lam. Sao lại lắm ngã ba ngã tư thế này nhỉ? Không biết là nhà nó ở đâu đấy. Đây rồi. Này. Dạ. Mày đứng lại ngay. Mày dẫn ông đi hết vòng nọ đến vòng kia, mày đi hành hạ ông đấy vào. Dạ. Đã tìm thấy nhà nó chưa? Dạ bẩm ông là thế nào? Dạ là thưa ông, là con đi từ lúc nãy đến giờ con vẫn chưa xác định được đâu là nhà nó ạ. Sao mày bảo nó đưa mày đến nhà rồi? Dạ bẩm ông, là lúc nó nhặt được tiền xong thì chúng con có cãi nhau rồi nó cậy là nó có hai anh em, nó lừa con về gần nhà nó thôi ạ. Nó lại không đưa con vào cổng chính mà nó lại đưa con ra vườn, rồi hai anh em nó chó cậy gần nhà, nó định đớp con ông ạ. Đây chính là cái lúc mà ông gặp con ở ngoài vườn đấy ạ. Cho nên là đến bây giờ con vẫn chưa xác định được đâu là nhà nó, mà ở đây nhà nào cũng giống nhau ông ạ. Mà ông nói luôn nhá, đã nói ra là phải chuẩn nhá. Dạ. Lời nói đã phát ra khỏi mồm là phải chính xác, rõ chưa? Dạ. May mà cứ vớ vẩn là ông chọn mẹ đòn luôn. Dạ. Dạ bẩm ông, là con khẳng định là con nói là phải chính xác ạ. Con đâu dám lừa ông ạ. Thế cho nên là cái việc này là như ông đã nói đấy ạ, là ôi trời ơi, thấy rồi ông ơi. Thấy rồi ông ơi. Ông trời ơi, ông trời đúng là có mắt ông trời ơi. Ông trời đúng là có mắt ông này. Trời ơi, đúng là ông trời có mắt với người tốt ông ạ. Mày làm sao đấy? Dạ. Hả? Dạ con thấy rồi ạ. Đâu mày nhìn thấy rồi? Dạ con thấy anh em nó rồi ông ạ. Nó đâu? Dạ anh em nó đây ạ. Đâu? Nó vừa đứng đây cơ mà. Rồi ôi, ông trời ơi. Ông trời ơi, ông trời không thương con. Ông trời không thương con ư? Ông trời không thương người tốt ư? Ông trời ơi. Ông nhìn xem. Đấy, hai anh em nhà nó, một thằng cao, một thằng gầy đang lúi húi ở kia kìa, ông thấy chưa? Chính là nó. À, đúng rồi. Lính Đậu, vào gô cổ nó ra cho ông. Lính Đậu, vào gô cổ nó ra cho ông. Mày truyền lính nào? Dạ con. Mày có chạch. Dạ. Ông ơi, thấy rồi ông ạ. Ông trời ơi, ông trời đúng là có mắt, ông trời thương con, ông trời thương người tốt ông ạ. Ông ơi, ông. Cái việc này là ông phải xử cho nó ra đầu ra đũa, cho nó đến nơi đến chốn, không là nhục lắm ông ạ. Mày không phải dạy ông chứ còn gì nữa. Dạ. Ông ơi, ông, nhưng mà ông nhớ là ông hứa với con rồi đấy nhé. Lạ vậy. Ông là người đàng hoàng. Dạ. Ông sẽ còn mày đấy ạ. Quan trọng là ông nhớ là được rồi. Có phần gì? Dạ. Được rồi. Dạ. Ông ơi, con xin phép lánh mặt để ông xử lý vụ việc ông nhá. Ừ, rồi đi. Dạ, vâng. Lôi cổ ra đây cho ông. Dạ. Em con chào ông ạ. Chào ông ạ. Dạ, tự nhiên ông lại cho lính vào nhà thì gô cổ con ra đây để làm gì đấy ạ? Tự nhiên á. Dạ. Thế các con không biết là tội gì à? Không ạ, con có tội gì đâu ạ. Anh em con đều là người tốt thì làm gì có tội gì đâu ạ. Này, dạ, vâng. Thế là ông hỏi hai con, thế hai con đúng là người tốt phòng. Dạ thưa ông, thầy con ở nhà thường dạy hai anh em con là phải thương yêu nhau, phải giúp đỡ nhau, phải hòa đồng với làng xóm, là phải trung thực. Đúng rồi. Và quan trọng là dạ là công bằng ông ạ. Đúng. Này, thế ông vẫn dạy các con là thế nào? Ở cái làng này nhá, mọi người đều biết nhặt được của rơi thì làm sao? Dạ, thầy con cũng dạy nhặt được của rơi mà trả lại người đánh mất là thằng ngu. Nhưng mà nếu không trả người đánh mất mà cất đi thì gọi là tham. Dạ bẩm lam nhá. Dạ, anh em con không phải tên là tham lam mà. Dạ. Dạ bẩm ông là anh em con đang định đi báo quan thì ông sang đến đây anh em con chưa kịp đi ông ạ. Dạ may quá ông ạ. Dạ bẩm ông, chuyện là thế này ạ. Anh Thóc nhà con đi ra chợ bán la rong rồi thấy người ta đánh rơi cái túi, nhặt lên để thấy tiền mà cũng không biết là của ai đánh rơi, thành ra anh em con mang về. Dạ, chưa kịp lên báo khi mà ông bắt con thế này thì khổ thân con quá. Không biết là của ai ông ạ. Của ông. Của ông á chứ còn gì nữa. Trông ông thế này làm sao mà ông lại đánh rơi tiền. Ở làng tổng này ai chả biết được tính ông cẩn thận. Rơi tiền làm sao được. Đúng rồi ạ. Việc của mày đấy à? Dạ. Tóm lại là hai anh em mày nhá, có trả người đánh mất không? Dạ con có ạ. Vâng ạ, nếu đúng là của ông mất thì anh em con xin trả lại ông ạ. Dạ, không ông tống cổ con vào tù thì chết ạ. Chứ còn gì nữa. Dạ. Không trả người đánh mất mà lại không đi báo quan, mà chậm một tí là ông cho gô cổ chúng mày lại luôn. Ông ơi, thế bây giờ con tìm được người rồi, con trả lại cho ông rồi. Dạ. Thì ông tha cho anh em con nhé. Ông tha. Rồi. Không những tha này còn thưởng nữa. Thưởng bảo rồi, trung thực ngay từ đầu cũng phải là thưởng không nhỉ? Tham người gì thế? Dạ, con cảm ơn ông ạ. Cảm ơn ông ạ. Ông sẽ thưởng cho hai anh em con là hai cái lời cảm ơn nhá. Dạ thôi thế cũng được. Đi về. Dạ vâng ạ, đi về. Đây là có tiền bù vào cái vụ con hến rồi đấy. Thế đi về. Dạ vâng ạ. Ông ơi. Ông ơi, đúng là hai anh em nhà nó đúng là cái loại tham lam với ông nhỉ. Đúng. Ông ơi, ông nhớ là ông hứa với con cái gì chứ ạ? Quên làm sao được, chả nhớ. Có đây. Dạ, làm rông cái cả. Ông trời lại có mắt. Ông trời có mắt lại thương người tốt như con. Dạ. Cái chỗ này phần cho con hến, còn cái hổ bao này phần con cầm nó về được tiền. Đó. Đi về. Đúng là cái gì không phải của mình thì mãi mãi cũng không phải là của mình. Cái thằng này, mày đi theo tao làm gì? Chạy ra ngoài cổng đứng canh nhá, thấy bà làng vàng ở đây kêu toáng lên là ông ơi bắt nạt được chưa. Con ra ngoài cổng. Đây. Ông cho mày một kẽm nhá. Dạ. Nhớ làm cho tốt. Con đi luôn ông nhá. Đi nhanh. Chào ông ạ. Chào Liễu. Này. Dạ. Họ mặc gì mà ông biết con? Anh. Dạ. Liễu đểu. Sao ông lại bảo con đểu? Thì đấy, hôm sang nhà nói ngon nói ngọt, lo cho rồi. Bố sắp về, chồng sắp về, thế mà chả sang cảm ơn gì cả. Con quên. Con. Em. Nhà em vừa có con gà mới đẻ, để em ra lấy cho anh chục trứng nhá. Thôi, mình không ăn trứng. Mình muốn hứng hoa cơ. Dạ. Này, ôi trời ơi. Anh mà làm thế, bà cả bà ấy sang bà giết chết em đấy. Sợ cái gì? Bà cả, anh chỉ ho một tiếng là dúng vào ngay. Này, ôi cái bàn tay nõn là đẹp thế này. Chỉ có đếm tiền đếm vàng nhà anh là hợp thôi. Này, Liễu bỏ quách cái thằng trộm cắp đấy đi, về làm bà ba nhà anh. Dạ thôi ạ, sao anh lại nói thế? Thầy em bảo á, phụ nữ như hạt mưa sa. Sa. Hạt mưa sa. Sa thì nó sẽ ngã. Mà ngã ấy, thì ngã với lòng anh. Ôi, anh ơi, giữa ban ngày ban mặt bảo con hàng xóm người ta mà ra là phải chết em đấy ạ. À. Ban ngày ban mặt à? Thế thì để. Ông ơi, ôi dồi ơi ông ơi, ông đã bắt được nợ chưa ông? Cái thằng này vào không đúng lúc gì cả. Cái gì? Bà đang đi tìm ông ạ. Bà, ôi dồi. Liễu ơi, thế để tối nhá. Ai đây? Anh. Anh nào? Mở cửa rồi biết. Anh này chứ còn anh nào. Ôi ông ơi. Ông cái gì? Trời ơi, ông ơi, đêm hôm khuya khoát thế này, ông còn sang nhà con làm gì? Thì chiều vừa bảo ban ngày ban mặt, thế bây giờ buổi tối Liễu không có chối được đâu. Ông sang bên này, bà nhà mà biết là bà ấy đánh chết con đấy. Sợ cái quái gì này. Ôi. Bà dạ, đi dạ. Đến tổ tôm, có đến sáng mai mới về. Dạ. Liễu ơi. Anh đây thương Liễu ấy mới lâu rồi. Anh đây thương Liễu ấy lâu rồi. Liễu ơi, anh đây thương Liễu, Liễu ơi. Anh thương đứng ngồi là ngồi, anh đứng ngồi không nhiên. Không cần phải xin này. Anh bảo Liễu này, anh thương Liễu ở nhà một mình, nhỡ sợ ma sợ cỏ, rồi trộm cắp cướp giật, thân gái dặm trường biết làm sao. Anh thương Liễu mày. Ôi, con xin ông. Không phải xin, anh vẫn cho. Anh cho Liễu tiền, anh cho Liễu vàng, anh cho Liễu cả cái tấm thân này. Ông ơi, ông. Này, dạ. Áo rách rồi đấy, mai sang may cho cái áo lụa nhá. Quần sàn rồi đấy này, may luôn cho cái quần sồi nhá. Thế hứa nhá. Hứa. Thật nhá. Thật. Ôi thích thế. Ai đâu? Đau à? Nhưng mà vẫn thích. Cái tay liễu đảo tờ thế này mà mạnh cho phết ý nhỉ. Thì đã yêu nhau thì phải mạnh. Ai ôi đau nhưng mà vẫn thích. Thích ạ, thích lắm không? Thích lắm. Nữa đi. Ông lại, ông lại. Con xin hay không? Con xin hay không? Tao bắt tại trận nhá. Bắt cái gì à? Con có làm gì đâu ạ? Con làm gì à? Bắt quả tang nhá. Gian phu dâm phụ nhá. Ông ơi, con xin ông. Không ông ơi, con chỉ sang con trông nhà hộ thế à? À, phải trông nhà hộ à? Trong lúc chồng nó thì bị giam cầm ở trong ngục nhá. Còn mày nhân cơ hội đấy mày sang mày cưỡng đoạt con như người ta tỏm teo. Không. Ông nhỏ một đấy. Ông đừng làm toán như thế. Các ông đánh chết nó luôn. Đánh chết nó không, đừng đánh nó liên quan. Cho liên quan. Đừng cho con liên quan. Các ông muốn gì con cho ông cái đấy ạ. Con có tiền, con có vàng. Ông muốn cướp tiền cướp vàng, con cho ông tiền cho ông vàng ạ. Ông muốn cướp xác thì con cho ông xác. Mày mà cướp rồi. Mày ngồi cởi áo đó. Ông đừng bắt con cởi áo à? Mày đi chơi con cởi đúng không? Tao cho mày quạt. Con cởi. Lột áo ra. Đây áo đây. Từ nay chửa cái tính ấy nhá. Vâng. Cút. Tổng thải cho con. Vâng con cút. Con cút. Ba con này. Đã có vấn đề gì chưa? Chưa. May mà có thầy với mình đến không thì chết con rồi đấy ạ. Chết con rồi, không biết chống cự à? Thiệu rồi, thân con liệu yếu đào tơ, làm sao mà chống được cái lão dê già suốt ngày rình rập nhà mình ấy ạ. Đấy mày thấy chưa? Mà cũng tại thầy với mình cơ, cứ quen cái thói ăn trộm ăn cắp, lại bị quan bắt kia kìa. Chỉ khổ em thôi. Bắt rồi thả thế. Vợ mày nó nói cũng đúng đấy. Giá mà bây giờ thầy với mày bị giữ ở trên khoảng 1 tháng nữa thì có phải ở nhà vợ mày hỏng người không? Bỏ cái tí đi. Khác gì mỡ để miệng mèo. Chứ còn gì nữa. Từ nay nhớ mà làm ăn lương thiện nhá. Có làm thì mới có ăn. Cái nghề ăn cắp không bền đâu. Hiểu chưa hả? Không bền. Chứ còn gì nữa. Mà thầy ơi, cái áo này con mặc hay là thầy mặc? Mày mặc cái thầy mặc đều không được. Sao? Chỉ giữ lại thôi. Phòng những lúc mà thầy trò mình bí còn sang bên đấy dí tiền. Hả?